Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 23 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin đến hẹn lại lên, Đảng lại cấm tặng quà Tết cho lãnh đạo. Như mọi năm, cứ vào thời điểm người dân cả nước chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán cổ truyền, thì chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam lại đưa ra chỉ thị cấm tặng quà Tết cho cấp trên. Lệnh cấm truyền thống này của Đảng dường như chỉ mang tính hình thức vì chiến dịch đốt lò của người lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước những năm qua đã liên tục tiết lộ về những món quà phong bì Tết hàng tỷ đồng và tình trạng này không có dấu hiệu giải quyết dứt điểm. Ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư vào hôm 9 tháng 12 đã ký văn bản chỉ định chỉ thị số 48 CTTV vào năm 2020 về việc tổ chức Tết năm 2021. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư. Trong đó, điều 4 của chỉ thị này quy định các cán bộ nhà nước không được tổ chức đi thăm chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp, nghiêm cấm biếu tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp dưới mọi hình thức, không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công, không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản, công trái, quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi. Việc biếu tặng quà Tết là nét văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam, biểu lộ thành ý kính trọng, tri ân với những người thân thiết, giúp đỡ mình hoặc giữa những người có mối quan hệ trong làm ăn, buôn bán với nhau. Tuy nhiên, nét đẹp văn hóa đẹp đã này đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam biến thành một công cụ biếu xén, đút lót, tạo quan hệ với cấp trên nhằm mục đích hối lộ để được quan tâm, thăng quan, tiến chức. Từ lâu, trong giới quan chức Việt Nam, một nét đẹp trong truyền thống văn hóa của dân tộc là tặng quà Tết đã trở thành một hình thức hợp thức hóa hối lộ. Ông Lê Như Tiến, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội khóa 13 năm 2017 đã từng nhận định như sau. Tết chính là thời điểm thích hợp để người ta hợp thức hóa hành vi hối lộ trá hình. Trên thực tế, biếu tặng quà Tết cấp trên đã trở thành vấn nạn trong chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh chụp màn hình một số quy định trong chỉ thị 48 CTTV vào năm 2020 về việc tổ chức Tết năm 2021 mà truyền thông trong nước đăng tải. Cứ vào thời điểm Tết Nguyên đán cận kề là người ta lại thấy nườm nượp từ xe to cho đến xe nhỏ đến nhà lãnh đạo chúc Tết tặng quà. Câu chuyện biếu tặng quà Tết lãnh đạo cấp trên luôn làm bức xúc dư luận, bởi xét cho cùng thì số quà cáp đó đến từ chính những đồng tiền tham nhũng, những đồng tiền rút ruột từ nhà nước, tức là tiền thuế của người dân mà ra. Còn những chỉ thị của chính quyền về việc nghiêm cấm biếu quà cáp đối với các lãnh đạo được giao giảng suốt nhiều năm qua cũng chỉ là khẩu hiệu mị dân mà thôi, bởi vì tình trạng này không hề giảm mà còn biến tướng, ngày càng tinh vi hơn. Nhiều ý kiến bình luận rằng việc cấm biếu quà Tết không thực tế, chỉ là hình thức, là khẩu hiệu mà thôi và không thể làm giảm được vấn nạn hối lộ tham nhũng trong công quyền. Không cần đợi đến Tết, người ta có thể tặng quà cho sếp bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu và nhiều hình thức hết sức khác nhau và phong phú. Bà Lê Hiền Đức, người được Tổ chức Minh Bạch Thế Giới trao giải thưởng Công dân Liêm Chính vào hồi năm 2007, cũng nêu quan điểm rằng chuyện tặng quà Tết cho nhau không có gì là xấu xa cả. Còn cái lệnh ban hành cấm biếu quà Tết thì người ta có thể thiếu gì cách khác để đút lót, chạy trọt chuyện cá nhân. Bà nói tiếp như sau, việc cấm như thế chỉ là một cái lệnh thôi, còn người biếu và người nhận móc nối với nhau thì chả có anh nào kiểm tra được. Nên lệnh là một chuyện, nhưng có làm được hay không? Chẳng hạn tôi với bạn thân thiết, tôi biếu bạn một tí là tình cảm thì không sao, nhưng mà biếu để nhờ và xin xỏ việc nọ việc kia, đó mới là cái đáng để cấm. Chẳng cần phải là quà Tết mà thiếu gì lúc người ta gặp nhau để biếu quà. Ví dụ bây giờ tôi cần lên chức thì không cần phải đến Tết tôi cũng mang đến để biếu. Báo Dân Chí vào tháng 1 năm 2019 đã có bài viết mang tựa đề những túi quà Tết tiền tỷ khiến hàng loạt sếp bự doanh nghiệp dính vòng lao lý. Đây là hình ảnh ông Ninh Văn Quỳnh, cựu kế toán trưởng của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN trước vành móng ngựa. Bài báo chỉ ra không chỉ Ninh Văn Quỳnh, cựu kế toán trưởng của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN bị lĩnh án liên quan đến những túi quà Tết tiền tỷ, mà còn có 4 cựu lãnh đạo của công ty lọc hóa dầu Bình Sơn cũng bị lĩnh án tù và nhiều lãnh đạo công ty khác cũng đang dính vào vòng lao lý. Cụ thể, ông Ninh Văn Quỳnh, cựu kế toán trưởng của PVN đã phải lĩnh bản án 16 năm tù về tội
lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản trong vụ nhận những túi quà Tết tiền tỷ từ cựu Tổng Giám đốc Ocean Bank Nguyễn Xuân Sơn. Tương tự, cựu kế toán trưởng của PVN vào hôm 22 tháng 1 năm 2019 và 4 cựu lãnh đạo của công ty lọc hóa dầu Bình Sơn cũng từng nhận tiền tỷ của Ocean Bank cũng lần lượt bị lên án tù, bao gồm Vũ Mạnh Tùng, nguyên phó tổng giám đốc công ty 8 năm tù, Nguyễn Hoài Giang, nguyên phó chủ tịch 7 năm tù, Phạm Xuân Quang, nguyên kế toán trưởng 6 năm tù và Đinh Văn Ngọc, nguyên tổng giám đốc công ty này 4 năm tù. Tuy nhiên, kỷ lục về giá trị của món quà Tết trong chính quyền Cộng sản Việt Nam cho đến nay thuộc về đại án Mobifone mua lại AVG được xét xử vào hồi tháng 4 năm 2020. Trong vụ án này, bị cáo Lê Nam Trà, nguyên là chủ tịch công ty Mobifone, đã khai nhận từ Phạm Nhật Vũ 2,5 triệu đô la Mỹ, trong đó có phong bì quà Tết gửi đến văn phòng làm việc trị giá 500.000 đô. Với 2 triệu còn lại, ông Vũ bỏ vào 2 thùng cát tông chứa hoa quả gửi đến nhà riêng cho ông Nam Trà. Sau đó, ông Trà đã 2 lần gửi tổng cộng 700.000 đô cho ông Nguyễn Bắc Son, khi đó là Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông, và trong đó có 500.000 đô là quà Tết. Ông Lê Như Tiến từng nhận định rằng vẫn còn nỗi băn khoăn trong một phần dư luận gồm một quan chức về định nghĩa khi nào thì quà tặng chính là hối lộ. Đây là hình ảnh cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son tại phiên tòa ở Hà Nội vào hôm 20 tháng 12 năm 2019. Ông Son bị kết án tù về tội nhận hối lộ. Quy định riêng dành cho cán bộ công chức được ban hành từ năm 2007 cũng ghi rằng nếu biếu quà Tết dưới 2 triệu đồng dù chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhưng cán bộ công chức tặng quà và người nhận quà cũng có thể bị kỷ luật. Theo Điều 364 Luật Bộ Luật Hình Sự vào năm 2015 về tội đưa hối lộ quy định người nào trực tiếp hay qua trung gian đưa cho người có chức vụ quyền hạn để người có chức vụ quyền hạn làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ thì bị phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ từ 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng cho đến 3 năm. Việt Nam không có những quy định rõ ràng, chi tiết về việc đưa và nhận hối lộ. Đây có thể là một nguyên nhân dẫn đến việc xã hội Việt Nam ngày nay được vận hành theo công thức chạy trọt và đút lót. Người dân chạy xe máy ra đường, gặp cảnh sát giao thông thì phải đút túi cảnh sát vài trăm ngàn đồng để được cho đi cho nhanh, khỏi bị kiểm tra phiền phức. Cho đến học sinh tiểu học cũng bị giáo viên tỏ thái độ nếu phụ huynh lỡ quên tặng quà cho thầy, cô giáo, và rất nhiều trường hợp tương tự đã xảy ra. Mới đây, vào hôm 7 tháng 12, truyền thông Việt Nam còn đưa tin phát hiện một số cán bộ công an phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nhận tiền hối lộ từ nhóm tội phạm mua bán ma túy, khiến công an thành phố Hồ Chí Minh đã tạm đình chỉ 25 cán bộ công an, đồng thời khởi tố vụ án một số bị can có liên quan. Giảng viên Học viện Âm nhạc Huế Dương Bích Hà nhận định như sau. Thực tại bây giờ, hầu như tất cả các cơ quan, đoàn thể, từ trung ương cho đến địa phương, người nào được cấp trên cất nhắc đều có vấn đề hết. Những ai không có vấn đề thì bị gạt ra ngoài luồng rồi. Đây là hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, phát biểu tại hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013-2020 tại thủ đô Hà Nội và trực tuyến đến hơn 80 điểm cầu trong cả nước vào hôm 12 tháng 12 năm 2020. Ở Việt Nam mình có câu trên không nghiêm thì dưới không nghiêm. Bây giờ xã hội loạn như vậy, cấp trên đã không nghiêm chỉnh thì không thể nào tránh những việc này. Với việc chính quyền như hiện tại thì sẽ không bao giờ thay đổi một cái gì cả. Điều đó vẫn sẽ mãi mãi tồn tại thôi. Cái tình trạng gọi là đảng trị đã làm cho mọi người bị nhu nhược. Ai cũng lo sợ động chạm đến quyền lợi của mình cả. Không ai dám lên tiếng. Bởi vì lên tiếng là vào tù, là sẽ bị trù dập, bị mất quyền lợi, vân vân. Thì phải chả ai dạy gì mà mở miệng ra cả. Người ta sống từ trên xuống dưới đều bằng kiểu như thế. Nhà bình luận này nói tiếp, theo góc nhìn của tôi thì rất khó có thể đưa ra một giải pháp gì, ngoại trừ trường hợp thay đổi thể chế, nếu không thì vẫn sẽ tồn tại một xã hội từ trên xuống dưới đầy tiêu cực và tham nhũng, không bao giờ thoát khỏi được cả. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, một nhà phân tích chính trị từ Hà Nội, đã nói với BBC như sau. Sờ đâu cũng ra tham nhũng, cho nên cần tiếp tục để cho người dân có quyền giám sát mọi hoạt động của hệ thống chính trị của Việt Nam. Mặt khác, cần tiếp tục cải cách tư pháp và xây dựng hệ thống pháp luật, nâng cao trình độ và đạo đức của tất cả những người tham gia lĩnh vực tư pháp,
từ điều tra viên, kiểm sát viên cho đến thẩm phán và thi hành án v.v. Mục tiêu lớn nhất theo tôi là dân có thực quyền giám sát mọi hoạt động của nhà nước và của Đảng Cộng sản Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 23 tháng 12 năm 2020 với bản tin Đến hẹn lại lên, Đảng cấm tặng quà Tết cho lãnh đạo. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. We'll be right back.